Anh chị em, mới vừa bán em xì bắt cho anh khách nè, anh lại anh đổi xe với mình ha. Thì anh đưa lại em la nốt, không biết xe này giờ bán nhiêu. Mình cũng ít có mua mấy dòng xe tầm thấp. Xe này thì nó rẻ, giờ chỉ vài chục triệu. Xe này hơi xấu về nên chịu khó dọn lại. Còn không em dọn lại cho em bán cho anh chị ha. La nốt XX 202, đăng ký 202, mâm đúc gầm này, gầm bảy màu, gầm không còn bảy màu mà cái gầm nó đẹp lắm, chưa có một gì chơi. Gầm đẹp lắm anh chị ha. Đổi với anh, đổi em xì bắt lại ha. Anh em nào thấy được thì cứ nhắc máy alo em ha. Em đó thì chắc mình bán cũng vài chục triệu với cái ghế gì. Anh em nào thấy được thì cứ alo em mua về tập lái chạy lên Thanh, Tết uống cà phê đồ chơi, âm thanh nghe nhạc mới lạnh đầy đủ. Cảm ơn em mình nhiều nha.